Đúng rồi. Chào cả nhà, buổi sáng nha. Thì mình lại cái ao này nữa nha cả nhà. Wow. Nước càng rất là ngon nha cả nhà. Cá nó gom lên. Quặn nhiều lắm nha. Đang quặn luôn đó kìa. Đang quặn giận nước luôn á. Này tiếp tục mình câu nữa nha cả nhà. Cả nhà xem yêu thích câu cá lua cá lóc thì cho một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ao này dài, dài múc bên kia luôn nha cả nhà. Đây, mình được mới móc mồi xong rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình câu nha cả nhà. Mời cả nhà theo dõi cùng mình ha. Xem mà thấy hay yêu thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Quăng cái đầu tiên cá ăn liền nha cả nhà. Cắn nhẹ siêu tim rồi đó. Mà chưa thấy lâu nha. Ăn nhẹ rồi nhả nữa cả nhà. Cá đây cũng nhảy ăn lắm nha. Mình nó chưa. Nó cắn nhẹ nhẹ. Thank you.
Bềm bềm. Bềm bềm trước kìa. Ngay chỗ cái cầu đàn á. Tên cái giữa con. Dạng ghê. Wow. Hình như mới cắn cái nữa đó. Thế chưa thấy lòi. Cá ăn nghe kìa, cá ăn rồi đó. Lại xảy nữa. Cá ăn rồi nha cả nhà. Lâu rồi đó. Này chắc cá nhỏ quá. Cá nhỏ rồi. Chắc cá nhỏ nha cả nhà. Nó lôi chạy. Dính nè. Cá nhỏ nè. Cuối cùng dính nè. Mừng. Cuối cùng lên được à. Nhỏ nè. Quốc dù má đào.
cả nhà xem yêu thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con này bắt sẽ thả hồ chứ rồng nhỏ quá, có dính là vui rồi nha, mừng dữ lắm. Sớm giờ sớm xảy là con cá mượn nha cả nhà, sao quăng ra là vướng cái lâu nó mình giật lên thì nó dính vô cái chà cây rồi, để gỡ cái ra cả nhà. Mừng quá, mừng quá. Mừng lắm nha cả nhà. Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên mình câu lua được cá lóc nha. Em đầu tiên lên hàng nha, có còi hơn trong nha cả nhà. Đây mình gọng lên cả, tiếp tục nha cả nhà. Chỗ này, chỗ cái ao này thì cá rất là nhiều, cá rất nhiều nha. Nhà xem mình thích thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha nha. Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên lên cá rất là hồi hộp. Nước lớn nè, nước lớn vô nè, chắc nước lớn vô là cá năng mạnh là sao. Mà cả nhà theo dõi nha, có nơi mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem.